Những lần quái vật ngoài hành tinh xuất hiện vô tình được camera ghi lại. Các bạn thân mến, những người theo thuyết âm mưu từ lâu đã khẳng định rằng sự tồn tại của người ngoài hành tinh là hoàn toàn có thật. Hàng năm thì có vô số những báo cáo nhìn thấy vật thể bay không xác định, sinh vật kỳ lạ được phát hiện và tìm thấy. Có phải người ngoài hành tinh đang theo dõi chúng ta ở một góc nào đó của thế giới hay không? Sau đây là 10 đoạn video đã quay lại được quái vật ngoài hành tinh không thuộc về trái đất. Các bạn cùng theo dõi nha. Yo! Thứ nhất, xác người ngoài hành tinh ở Thụy Sĩ. Vào năm 2017, một đoạn video đã được công bố trên toàn thế giới khiến cho ai nấy đều sốc nặng. Theo tờ Daily Star, đoạn video dường như được quay vào năm 1992 ở Eger, Thụy Sĩ. Một sinh vật kỳ lạ có phần đầu quá khổ, nó có hình dạng giống hệt với con người luôn, có đôi mắt to nhưng mà tay chân thì lại khá là nhỏ, gợi nhớ đến hình ảnh người ngoài hành tinh trong các bộ phim Hollywood. Và trong video này nhá, có thể sinh vật này đã bị điện giật chết. Sau đó, một nhóm các nhà khoa học đã tiến đến gần để mà lấy mẫu giám định. Video nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem với nhiều bình luận khác nhau. Nhiều người cho rằng đây chính xác là một người ngoài hành tinh luôn, còn nhiều người khác thì lại cho rằng đoạn video trông khá là mờ nhạt. Đây chỉ có thể là cảnh dàn dựng mà thôi. Còn các bạn khán giả của Nghiền Khám Phá, các bạn thấy như thế nào? Comment nhé! Thứ hai, người ngoài hành tinh Amazon. Rừng rậm Amazon vẫn luôn là một nơi bí ẩn đối với các nhà khoa học. Một đoạn video kỳ lạ được hai du khách người Anh quay lại trong khu rừng lớn nhất thế giới đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng ngay sau khi đăng tải trên YouTube. Sinh vật được cho là một người ngoài hành tinh đứng ẩn nấp đằng sau một cái cây, cách không xa đám đông đang đứng quay phim đây. Trong khi camera đang quay đến một đám trẻ, thì cánh rừng phía sau lưng lại có những ánh sáng lấp lánh mờ ảo. Một sinh vật được cho là người ngoài hành tinh đã xuất hiện. Michael Cohen, một phóng viên chuyên nghiên cứu các hiện tượng huyền bí, đã khẳng định cảnh quay này khá là trung thực và khó để làm giả được. Khu vực này cũng là tiêu điểm trong các cuộc điều tra cấp cao của chính phủ Brazil, được biết đến với tên gọi là Operation Prado, nơi quân đội đã được gửi đến để mà theo dõi và xác nhận sự hiện diện của người ngoài hành tinh trong khu vực này đấy. Thứ ba, người ngoài hành tinh lên TV. Phát hiện ra một ông anh người ngoài hành tinh rất là thích lên truyền hình TV nha các bạn. Đây, trong vài ngày trở lại đây thôi, một đoạn video có nguồn gốc từ Argentina đã làm xôn xao cộng đồng mạng trên cả thế giới. Chuyện là một chương trình truyền hình đang được thực hiện trực tiếp tại Santa Cruz, một nơi nổi tiếng là thường xuyên có sự xuất hiện của UFO và người ngoài hành tinh. Khi mà đang thực hiện một cảnh quay phỏng vấn người phụ nữ ở địa phương, đột nhiên xuất hiện ngay phía đằng sau cô là một hình ảnh một sinh vật quái dị đang di chuyển ngang qua ống kính. Rồi, zoom vào gần để mà nhìn thấy rõ hơn nữa nha. Để các bạn thấy chưa, một sinh vật hơi gầy, cánh tay thì dài quá khổ so với đầu và có hình dạng vô cùng là kỳ lạ luôn các bạn. Những người thực hiện chương trình này đều khẳng định đây chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi, không thể nào sai đi được. Còn các bạn nghĩ như thế nào nào, comment ngay nha. Thứ tư, hốt hoảng chim người ngoài hành tinh ở Ấn Độ. Một công nhân Ấn Độ mới đây đã phát hiện ra những sinh vật vô cùng là kỳ lạ tại một xưởng đóng tàu ở thành phố cảng Visakhapatnam. Những công nhân và ngay cả chúng ta xem qua video thì chắc cũng phải giật nảy cả mình khi mà thấy những con chim kỳ quặc nhìn chằm chằm với đôi mắt đen và to như thế này. Anh ta cho loài chim này ăn hoa quả và rau nhưng mà chúng đã từ chối. Đó, nhìn cái mặt và hình dáng trắng ơn ẩn đứng thẳng tưng của chúng kìa, khiến ai nấy đều nghĩ rằng chúng là loài cú đến từ hành tinh khác không đấy. Và video quay được những con chim này nhanh chóng lan truyền khắp nơi và làm cho nhiều người hoảng loạn thực sự. Tuy nhiên, nhân viên quản lý tại một công viên động vật học Ấn Độ đã cho biết chúng là một loài vật tuyệt vời sống từ miền Nam đến miền Trung Ấn Độ, có mặt hình trái tim và mỏ thì chúc xuống. Đây là loài cú lợn lưng xám phía đông, là loài vật được bảo vệ theo luật pháp của Ấn Độ nha các bạn nha. Ở trái đất mà lại có giao diện của người ngoài hành tinh, hay thật sự ha? Thứ năm, xác người ngoài hành tinh Roswell là thật. Các tin tức về người ngoài hành tinh ngày nay không thể nào sánh bằng với đoạn video đen trắng dài đến 17 phút đã quay lại cảnh giám định xác người ngoài hành tinh Roswell. Roswell.
Video đã quay lại cảnh các chuyên gia phân tích xác định người ngoài hành tinh được thu từ vụ rơi vật thể bay không xác định ở Roswell, Mỹ vào năm 1947. Mặc dù từ lâu, đoạn video này đã được coi là dàn dựng, thế nhưng mà một chuyên gia về UFO đã cho rằng video khả năng là có thật. Nhà khoa học của CIA Kit Green đã từng tham gia vào dự án giám định xác người ngoài hành tinh này ở Roswell. Theo thông tin bị rò rỉ từ năm 2001, Kit Green khẳng định video là thật, giống với những gì mà nhà khoa học CIA đã từng nhìn thấy. Nhà khoa học đã nói rằng phần nội tạng và mô của người ngoài hành tinh đang được lưu giữ ở Viện Walter Reed Armed Forces tại Washington DC, Mỹ đấy các bạn ạ. Thứ 6, người ngoài hành tinh nhảy múa. Buổi đêm cũng là lúc các sinh vật bí ẩn bắt đầu lộ diện. Thế nhưng mà may mà nhờ có đôi mắt thần của chiếc camera chạy bằng điện, cho nên tất cả đã được ghi lại rõ ràng luôn. Trong một ngôi nhà tại La Junta, Hoa Kỳ, Mỹ, camera an ninh đã quay lại được cảnh tượng cực kỳ là điên rồ. Vâng, một người ngoài hành tinh trắng toát, gầy gò, chân tay thì lòng thòng, có dáng đi hai hàng đang vừa đi vừa nhảy disco, múa may quay cuồng luôn tay luôn chân kìa các bạn ơi. Các bạn thử coi xem làm gì có con người nào lại có hình dáng kỳ quặc và đi với cái kiểu hai hàng như thế này, đúng không? Thứ 7, người ngoài hành tinh khiến người Ấn Độ phát khiếp. Vừa mới năm 2021 vừa qua thôi, một sinh vật kỳ dị với làn da nhợt nhạt bất ngờ xuất hiện ở Ấn Độ. Cụ thể nha, thì sinh vật kỳ lạ này được quay lại khi mà đang đi trên một cây cầu vào ban đêm ở Jharkhand, miền đông Ấn Độ. Điều này đã khiến cho các nhân chứng tin có một hoạt động huyền bí nào đó đang diễn ra ở đây. Vâng, các bạn có thể thấy trong đoạn video nhá, sinh vật trông giống như một con người với cánh tay và chân khẳng khiu, nước da thì trắng nhợt nhạt và thân hình thì gầy gò. Chủ nhân của video điều khiển xe máy lạng sang một bên để mà tránh bóng người đang dừng. Liệu đây là một người khỏa thân đang đi dạo dưới ánh trăng hay thực sự là một sinh vật ngoài trái đất đáng sợ đây? Nếu như trên đường các bạn gặp phải sinh vật này thì các bạn sẽ phản ứng như thế nào? Sợ hãi bỏ chạy hay là dừng lại quay video để đăng lên TikTok? Comment ngay các bạn nha! Thứ 8, bất ngờ phát hiện ra người ngoài hành tinh ET ngoài cửa sổ. Trong đoạn clip quay lại cảnh thành phố Duluth ở Minnesota, Mỹ, một TikToker đã phóng to cửa sổ ở trên cao trong một ngôi nhà nhờ ứng dụng Google Earth. Nhìn kỹ đoạn video nha, có thể thấy rõ bóng dáng của ET trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà chúng ta hay xem á. Dường như sinh vật này đang mỉm cười khi mà nhìn xuống đường. Đoạn video đã thu hút đến 1,6 triệu lượt xem. Clip nhanh chóng thu hút được sự chú ý trên mạng. Một số cho rằng đây thực sự là sinh vật ngoài hành tinh. Nhiều người khác thì lại cho rằng á, đó chỉ là mô hình mà thôi. Có lẽ ai đó đã rảnh rỗi đặt mô hình ở chiếc cửa sổ này, đúng không các bạn? Thứ 9, người ngoài hành tinh bị bắt giữ ở Brazil. Đây chính xác là một trong những video cung cấp bằng chứng về người ngoài hành tinh gây sốc và gây tranh cãi nhất mọi thời đại. Vào năm 2008 nhá, một đoạn video đã ghi lại cảnh một người ngoài hành tinh màu xám đang ngồi yên vị trên một chiếc ghế và phát ra những đoạn âm thanh vô cùng là kỳ lạ. Trong khi đó, hai binh sĩ đang nói gì đó với nhau bằng tiếng Bồ Đào Nha. Họ đã bí mật quay phim người ngoài hành tinh bị bắt nhốt tại một căn cứ quân sự ở thủ đô Brasilia ở Brazil vào ban đêm. Và chính vì điều này, cả hai binh sĩ đều bị bắt giam và người ngoài hành tinh được chuyển giao cho một đơn vị đặc nhiệm của Mỹ ngay sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên thì đoạn video sau đó vẫn rò rỉ ở trên mạng. Cũng từ đây mà khỏi mạng lại được một phen xôn xao thực sự, hồn vía thì lên mây. Thế nhưng có người cho rằng đoạn video này thực chất chỉ là sản phẩm hoặc hình mà thôi. Các bạn nghĩ như thế nào? Thứ 10. Người ngoài hành tinh sau cửa sổ. Cẩn thận nha, có kẻ đang theo dõi các anh em ở phía sau đấy. Nhìn quanh, ngó sau, mắt đảo liên hồi. Qua chiếc cửa sổ, một sinh vật trắng toát từ từ ngó cái đầu của mình lên. Tuy chất lượng video thấp, thế nhưng mà hình ảnh thì khá chất lượng đấy nhá. Các bạn nhìn kỹ vào nào. Người ngoài hành tinh chứ còn cái gì nữa. Nhiều người bảo đây là con khỉ, nhưng mà có thấy giống khỉ miếng nào đâu ta. Tất nhiên là không rồi. Vâng các bạn thân mến, 12 đoạn video về người ngoài hành tinh trên đây có thể sẽ khiến cho các bạn sợ hãi và tin vào sự tồn tại của những sinh vật ngoài trái đất này đấy. Và rất có thể nha, họ đang ở đâu đó trên trái đất mà chúng ta chẳng thể nào hay biết mà thôi. Đến đây thì video ngày hôm nay của Nghiện Khám Phá cũng xin được kết thúc nha. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhé. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với Nghiện Khám Phá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị sau nha. Bye!